áp lực tạo kim cương. Vậy áp lực là gì? Người ta nói áp lực tạo kim cương. Cục than nó không có áp lực thì nó chỉ là cục than thôi. Mà cục than mà nó chịu áp lực cao thì nó mới thành kim cương. Vậy thì áp lực là gì? Áp lực là cái để nó phân biệt được đâu là than đá mà đâu là kim cương. Để nó phân biệt được đâu là xe đạp mà đâu là xe hơi. Cái bánh xe mà nó chịu được áp lực cao thì nó chở được nhiều người và nó chạy nhanh. Cái bánh xe mà chịu áp lực thấp thì nó chỉ chở được mình thôi. Vậy trong công ty đi làm, nói là chịu áp lực à, nếu mà hiểu theo khía cạnh này thì người nào mà chịu được áp lực cao thì sẽ giao cho trách nhiệm cao. Mà trách nhiệm cao thì được lương cao, mới đủ tiền trả đổ xăng chứ. Đi xe hơi thì tốn tiền xăng hơn. Cái người chịu trách nhiệm cao thì người ta thích đi làm bằng xe hơi không? Còn mình chịu áp lực không được mà mình đòi lương cao đâu có được.